Wow, thật không thể tin nổi cái hộp kẹo mút gì mà nó to và khổng lồ như thế này. Hôm nay Teng sẽ bóc ra ăn thử nhé mẹ mọi người ơi. Wow, bên trong có cả kem nữa này, cả kem mút này, óng a óng ánh rất là đẹp luôn này. Thì ra là phải bóc cái kem mút này ra. Xong các bạn ăn hết kẹo. Các bạn ăn hết kẹo rồi thì các bạn thổi thôi. Đấy.